khởi đầu của nước, cũng là khởi đầu cho sự sống. Có thể thấy, nước mang trong mình sự mềm mại và mang trong mình những nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, luôn luôn biết cách vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Thể hiện cho sự khát khao, tinh thần cao độ của doanh nghiệp đang trên đà phát triển, chuyển mình theo thời đại. Và ngay lúc này, chào đón tất cả quý vị cùng đến với sự kiện Vinalink Group 17 năm mạnh mẽ vượt xa. Ở cái ngành nghề của chúng ta đặc biệt thế này, chúng ta giúp được người khác thì chúng ta thành công. Chúng ta không giúp được ai là chúng ta thất bại. Tất cả chúng ta là một, và thành quả này của chúng ta là thành quả chung, thành quả của tất cả chúng ta. Mỗi một người là một dòng suối, mỗi một người là một dòng sông. Và tất cả chúng ta ngày hôm nay hội tụ về đây là chúng ta đang ra biển lớn. Đoàn kết để xây dựng thị trường Nghệ An mạnh mẽ vươn xa. Kết quả như ngày hôm nay, tôi được đứng đây trên sân khấu và cán cấp bậc Emerald của Vinalink. Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo công ty, các tổng tuyến, các tuyến trên, tuyến dưới và tuyến bạn đã luôn ủng hộ, đồng lòng làm việc hết mình để có kết quả như ngày hôm nay ạ. Lời cảm ơn chân thành đến tuyến trên của tôi. Cảm ơn những người tuyến dưới luôn tin tưởng và đồng hành đội nhóm, tin tưởng chúng tôi trong những lúc khó khăn. Tôi cam kết trong thời gian tới tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, để thành công hơn nữa, để cán những cái cấp bậc cao nhất của Vinalink. Xin được chào Vinalink Group. Vinh danh ở đây, có trên mặt thế giới này. Thế là động lực cho tất cả những anh chị em, hãy thắp cho mình một giấc mơ, hãy tìm cho mình một hoài bão và cống hiến vì nó, chúng ta sẽ thành công. Đúng không nào?